Grit này. Làm việc ở trung tâm Cambridge lâu rồi. Bạn thường làm gì vào những ngày nghỉ cuối tuần? Vào ngày cuối tuần thì công việc của mình rất bận. Mình không có thời gian rảnh đâu, ngoại trừ hôm nay. Vậy à, thế thì hôm nay mình sẽ dẫn bạn đến trải nghiệm ở một địa danh thú vị tại Thái Nguyên nhé. Nào chúng ta đi thôi. Homestay, loại hình du lịch trải nghiệm sống tại nhà của người dân địa phương đang là trào lưu thu hút du khách trong và ngoài nước. Chi phí thấp, mang đến nhiều đặc trưng vùng miền. Đây được xem là hướng đi mới cho các cá nhân và các hộ gia đình kinh doanh lưu trú. Đến với vùng chè Tân Cương, tôi và Chris sẽ được trải nghiệm mô hình du lịch cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân vùng chè để tìm hiểu về nét văn hóa hình thành sản vật đang mời gọi và níu giữ ngày càng nhiều du khách khi đến với mảnh đất Thái Nguyên. Bình minh ở vùng chè Tân Cương thật đặc biệt. Mùi của đất, của chè, của sương sớm khiến một người quen sống trong thành phố đến từ Nam Phi như Chris cảm thấy thích thú và thêm gắn bó với mảnh đất đệ nhất danh trà Thái Nguyên. Trải nghiệm đầu tiên ở vùng chè Tân Cương của chúng tôi là đi hái chè. Theo chỉ dẫn của anh Đại, chủ homestay chè Tiến Yên, Chris và tôi sẽ phải mang theo một chiếc giỏ để đựng búp chè và một chiếc nón để tránh cái nắng hè oi ả ngay từ sáng sớm. Giới thiệu với các bạn giống chè Trung Du cổ truyền mà du khách muốn tìm hiểu đến. Chính ở cái vùng chè Tân Cương này là cái giống này mới là giống làm nên cái thương hiệu mà nổi tiếng cái chè Tân Cương. Bởi vì nó có cái đặc trưng hương thơm cốm, vị đậm, uống vào chát nhưng về sau nó để lại cái ngọt hậu ở vỏ này. Thế mà hơn nữa thì cái giống chè này được trồng trên cái mảnh đất Tân Cương này, nó cái đặc điểm của nó này là cái đất sỏi cơ. Thế và được du khách đến đây thì đánh giá nó có cái ba cái ưu điểm gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thì ở đây ở cái mảnh đất Tân Cương này nó có cái hồ núi cốc và có cái dòng sông Công thì bao phủ cái vùng Tân Cương này. Sẽ giúp các cô hái chè nhá. Bác. Bao xích. Thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, mọi người dậy hái chè. Đây cũng là bước đầu tiên để làm ra sản phẩm trà. It's quite difficult finding all of them so quickly. Made of a different plant than this, a different species. Khó thật, phải hái thật nhanh tay nhỉ. Tôi không biết là lại có nhiều loại chè khác nhau như thế này, chắc hương vị cũng khác nhau. Chris thích thú và vô cùng hào hứng. Với sự giám sát của anh Đại, chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi nhỏ nhỏ để xem là ai sẽ hái được nhiều búp chè hơn. Nhưng thật là khó để phân thắng bại vì ai cũng rất nhanh tay nhanh mắt. Rời đồi chè, chúng tôi đạp xe khám phá xung quanh vùng chè Tân Cương. Có lẽ rất lâu rồi tôi mới có lại được cảm giác đạp xe và thả hồn vào không khí trong lành nơi yên bình. Còn Chris thì háo hức đạp xe, một phương tiện đi lại được cậu yêu thích từ nhỏ. Địa điểm tiếp theo trong hành trình của chúng tôi là không gian văn hóa trà Tân Cương.
Du khách thường ấn tượng với một trong không gian thưởng trà lưu giữ những giá trị tinh hoa của trà. Còn với Chris, nơi này cho cậu ấy những bức ảnh check-in thật độc đáo để giới thiệu với bạn bè của Chris về một vùng đất xinh đẹp của Thái Nguyên, cũng là một nơi luôn nồng hậu đón chào bất cứ du khách nào muốn tham quan và lưu trú. Mỗi hiện vật, mỗi hình ảnh được trưng bày tại không gian văn hóa trà cho chúng tôi hiểu thêm về văn hóa trà, vùng chè Tân Cương, để mỗi trải nghiệm là một kết nối giữa chúng tôi và mảnh đất Tân Cương nổi danh bốn phương. Chris thích thú, đặc biệt là với những ấm trà với đủ chủng loại, hoa văn, màu sắc và kích cỡ. Còn tôi thì không thể giải thích hết những tò mò của cậu bạn Chris, bởi hẳn phải là một chuyên gia trong lĩnh vực trà mới có thể giải đáp được phần nào. Bữa trưa với gia đình anh Đại không quá nhiều những món ăn, nhưng tài nghệ nấu nướng của vợ anh Đại thì không thể chê vào đâu được. Chris tấm tắc khen ngon và tỏ ra vô cùng ấn tượng với những món ăn dân dã ở đây. Trong giấc ngủ trưa, sự tò mò về những trải nghiệm tiếp theo trong hành trình khiến Chris thao thức. Hãy cùng chúng tôi khám phá những trải nghiệm ở homestay của vùng chè Tân Cương trong phần tiếp theo của chương trình. Trong phần tiếp theo, Chris và tôi sẽ được anh Đại, chủ homestay chè Tiến Yên, chỉ cách vò chè bằng tay, sao chè, những công đoạn làm ra sản phẩm chè nổi danh từ vùng chè Tân Cương. Chúng tôi còn được tìm hiểu về nét văn hóa thưởng trà của người dân ở đây và nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị khác. Đừng bỏ lỡ phần 2 của trải nghiệm homestay vùng chè Tân Cương trong thời lượng của Cửa sổ Thái Nguyên.